Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Cờ Tướng Online sẽ gửi tới các bạn một trận cờ tàn đỉnh cao trong cuộc so tài giữa Kỳ Vương Hồng Chí và Thôi Cách tại vòng hiệp thứ 15 của giải cờ tướng do Nhân Tán năm 2020. Bên đỏ đi tiên, Hồng Thiên Vương cầm trung pháo để tấn công phương án cờ vào 2 bình 5. Bên đen Thôi Cách mã 2 tiến 3, một cái đường phát triển mã về sau sẽ hình thành hệ thống phản cung. Mã 2 tiến 3 vào 8 bình 6 và tiếp theo đường cờ xem 1 bình 2. Bên đen khởi mã. Sau khi bên đen của Thôi Cách đi đường cờ mã 5 tiến 7 thì bên đỏ các bạn thấy trong hình cờ là có khá nhiều biến hóa để có thể chơi tiếp đối với những người cầm bên tiên như là những phương án binh 5 tiến 1, hệ thống binh 3, binh 7 và ngũ lục pháo. Tuy nhiên trong trận chiến này thì bên đỏ của Hồng Chí cầm con mã 8 tiến 9 ngay một đường cờ phát triển mã theo đường biên. Bên đen binh 7 tiến 1 và bên đỏ chạy pháo qua hình thành ngũ tất pháo phản công. Bên đen mã 7 tiến 6 chạy xe 1 bình 2 và lập tức đường cờ tiến xe lên vị trí điểm cao, không cho đường mã của bên đen có thời cơ để có thể phát triển qua lộ 4. Tượng 7 tiến 5 củng cố trung lộ. Tiếp theo đường cờ C2 tiến 6 ngay, đang phục ra cái thủ pháp C2 bình 4 để bắt đôi. Bên đen Thôi Cách sĩ 6 tiến 5 và ở đây thì bên đỏ có hai biến để có thể chơi tiếp. Trong thực chiến thì bên tiên của Hồng Thiên Vương không cầm con C2 bình 4. Đây là cái biến hóa sẽ không mạnh bằng đường cờ anh dùng nguồn pháo vật tốt ngay. Chúng ta có thể thấy được chạy xe qua đây thì bên đen có thể thả mã 6 tiến 7 thông qua thủ pháp cướp tốt để đe dọa triệt tiêu con pháo chiến ở trung lộ của bên tiên. Đây là một cái hình cờ mà sẽ không thật sự có lợi dành cho bên đỏ của Hồng Thiên Vương. Chúng ta xem trong thực chiến của ván đấu này thì bên đỏ đã vận quân bằng đường cờ pháo 7 tiến 4 để quét tốt ngay một chút ưu thế về sau khi có cơ hội chuyển tàn hơn tốt. Bên đen binh 7 tiến 1 mượn lực để bắt xe. Xe chạy qua và đây lựa chọn của Thôi Cách là phương án cờ binh 7 tiến 1. Ngoài phương án binh 7 tiến 1 thì bên đen có một phương khác cũng có thể chơi khá tích cực, đó là hệ thống cờ mã 6 tiến 7 để chém tốt ngay. Đây là các biến hóa mà có thể đe dọa đánh vào con pháo đầu của bên đỏ. Các bạn thấy nếu mà pháo chạy đi là bên đen có thể ra được con xe 9 bình 7 hậu công. Ở trong bối cảnh đi mà xe ăn quá tốt thì sao, khi đó bên đen có thể chém thẳng vào con pháo chiến ngay. Bạn thấy đây là cờ mà đen hoàn toàn có thể thi đấu tương đối cân bằng đối với bên đỏ của Hồng Thiên Vương. Trong cuộc thực chiến, lựa chọn của Thôi Cách không phải là phương án đó, anh đã cho binh 7 đến 1 ngay. Bên tiên xe 4 thoái 1 bắt mã, bên đen binh 7 và ở đây thì bên đỏ có hai phương án để có thể chơi. Một là hệ thống chạy con pháo 5 bình 7 để oanh kích vào trục 3 của bên đen. Tuy nhiên trong trận chiến trên thì kỳ thủ Hồng Chí đã cầm con binh 7 của mình tiến 1 ngay, một lựa chọn vì sau có thủ pháp có thể độ được con binh 7 qua sông, đồng thời là cũng mở đường cho đường mã 9 của bên tiên có thể rộng đường phát triển trong tương lai. Bên đen Thôi Cách tách pháo qua nhìn điểm tượng. Bên đỏ vén tượng lên và tiếp theo đường cờ lắc con pháo qua yêu cầu đấu xe. Trong biến hóa này thì bên đỏ đã không vội vàng đấu xe mà Hồng Chí đã cầm con pháo của mình để cướp tốt ngay một thủ pháp trên tiên tiếp theo để có thể ưu tốt với sau. Các bạn thấy được trong thực chiến của hình cờ thì bên đen của Thôi Cách đã cầm con xe 9 bình 6 ngay yêu cầu đấu xe. Ngoài ra thì bên đen rõ ràng là không thể ăn xe được. Đi như vậy là bên đỏ có thể vật tượng thua ngay. Chúng ta xem trong thực chiến thì bên đen của Thôi Cách đã cầm xe để chạy qua. Bên đỏ chấp nhận là phương án đấu xe. Ngoài phương án đấu xe thì bên tiên của Hồng Chí vẫn có thể tách xe qua lộ 2, một đường cờ mang tính chất rình rập và chờ đợi thời cơ. Bên đen có muốn tấn xe lên để cướp tốt đầu là có thể đâm chiếu ngay và thoái về đây. Các bạn thấy là về sau cái việc ưu thế tốt là một cái ưu thế khá lớn dành cho bên tiên. Bên đen trong bối cảnh mà thoát đây thì bên đỏ hoàn toàn có thể chống dị lên làm ngưng nhịp tấn công. Các bạn thấy là xe qua là vẫn bị đường cờ C2 tiến 3 tuyệt sát ngay. Đây là cái hình cờ mà về sau với những biến chuyển của nó vẫn là cái hình cờ mà bên đỏ sẽ ưu hơn, đặc biệt ở các đầu tốt sẽ mạnh hơn khi tác chiến về cờ tàn. Trong thực chiến của ván cờ này thì bên tiên của Hồng Thiên Vương đã cầm con xe của mình chém xe để chiếu tướng ngay. Bên đen ra tướng, bên đỏ tiếp tục tiến xe ép buộc hai bên chuyển về hình cờ tàn pháo mã. Tuy nhiên trong trận chiến trên thì chúng ta thấy được là hai đầu binh của bên đỏ tỏ ra lợi hại hơn so với hai con binh biên của bên đen. Trong khi đó thì con tốt 7 của bên anh Thôi Cách không có quá nhiều tác dụng trong hệ thống tấn công. Bên đỏ Hồng Thiên Vương cầm con pháo bình 9 ngay tiếp tục quét tốt. Bên đen pháo 1 tiến 4. Bên tiên đi đường cờ tiếp theo là phương án chống sĩ trước. Phát triển mã lên và chạy qua, không cho cái đường
mã của Bình Đen có cơ hội phát triển. Binh trên tiến 1. Tiến tốt, ở đây thì các bạn thấy trong hình cờ thì bên đen nó không cầm tượng treo lên. Chúng ta cùng nhau phép qua biến hóa này. Nếu mà bên đen đi cất tượng ăn tốt thì bên đỏ sẽ phá được đôi tượng ngay bằng đường cờ phá vật tượng. Các bạn thấy sẽ là một cái biến hóa mà không thật sự có lợi dành cho bên đen. Trong thực chiến của ván cờ này thì đây vẫn là một cái trạng thái cờ không có quá nhiều đột biến dành cho cả đôi bên, mặc dù bên của Hồng Chí vẫn đứng ở cái thế cửa trên khi có những vị quân đẹp hơn. Bên đen thôi cách binh 9 tiến 1. Bên đỏ lắc pháo qua cả mắt tượng đe dọa đường cờ binh 7 tiến 1. Bên đen cũng là lắc pháo mở đường lên tượng ngay để tránh cái thủ pháp bị nhập cục bằng đường cờ pháo 8 tiến 3. Thoái về phòng thủ và tiếp theo phương án cờ binh 5 tiến 1. Bên đen binh 9, bên đỏ cho thoát tượng về. Thoái mã và tiếp theo đường cờ pháo 8 thoái 1. Chạy pháo qua, vút lên và tiếp theo đường cờ lắc pháo tránh cái điểm tấn công của con mã đen. Các bạn thấy đây là cái hình cờ mà bên đỏ đang có phần ưu thế hơn khi các điểm quân thất lộng, đặc biệt là con mã của anh thôi cách không thể thoát được lên tuyến trên, trong khi con mã đỏ thì đang có thể khống chế. Bên đen mã 1 tiến 2, bên tiên cho pháo thoái về ngay, vẫn ngăn đường phát triển của con mã lộ 2 của bên đen. Và trong hình cờ trên thì bên đen đã đi hình cờ lắc tốt vào, chỉ mang tính chất tấn công. Tuy nhiên phương án này thật sự không hay. Ngoài phương án trên thì đen có thể đi phương án cờ lắc con pháo qua lộ 9 ngay. Đây là một cái thủ pháp mang tính chất đình dập. Khi đó thì bên tiên nếu mà thoái con pháo về là có thể đi hình cờ pháo 9 tiến 4 để cướp tốt ngay. Trong hình cờ khác, nếu mà bên đỏ lắc con pháo qua để không cho bên đen có thủ pháp đi đường cờ pháo 9 tiến 4 để bắt cây thì bên đen sẽ có đường cờ chống xị lên. Các bạn thấy đây là một cái đường cờ có thể mở đường cho pháo 9 bình 5 để cướp tốt đầu. Chúng ta xem trong thực chiến của ván cờ này thì lựa chọn của Thôi Cách là phương án cờ binh 9 bình 8 tiến tốt để tấn công. Tuy nhiên thì với việc con mã của bên đen không thoát được thì đây là cái hình cờ mà bên tiên không quá đáng ngại. Bên đỏ của Hồng Chí cho thoái pháo về bắt tốt. Bên đen thôi cách pháo 8 bình 7 vừa phòng thủ vừa đang đe dọa đường cờ pháo vật tượng để phát cục. Bên tiên Hồng Chí thoát qua. Trong thực chiến đường cờ lắc tướng vào thì đã để cho bên tiên cướp lộ bằng thủ pháp chạy con phá qua lộ 8 ngay để tranh công. Các bạn thấy mã phải thoái lui và tiếp theo đường cờ tiến con pháo 2 tiến 3, một cái thủ pháp vật tán rất hay của Hồng Chí. Các bạn thấy được trong bối cảnh trên thì bên đỏ đang vận quân để có thể hỗ trợ con binh 7 tiến 1 để áp sát trận hình. Bên đen thoát pháo lên và bên tiên đơn giản là đường cờ pháo 2 bình 9 ngay để quét mã ép bên đen phải chống tượng lên, chính thức chuyển về hình cờ tàn pháo mã 2 tốt đánh với hai pháo hai đồ tốt. Đây là cái hình cờ mà việc bên đỏ có pháo mã khá linh hoạt. Bên tiên văng mã tấn công đe dọa bắt tượng. Bên đen cho thoái tượng về và tiếp theo đường cờ pháo 8 tiến 7 ngay vẫn đang đe dọa vụt tượng. Treo lên một lựa chọn chính xác. Bên đỏ lăng mã bắt pháo. Bên đen thoát đi và binh 5 tiến 1. Thoái pháo về, binh 5 và tiếp theo đường cờ chống xị lên để bắt cây. Bên đỏ Hồng Chí cho mã 4 thoái 5. Bên đen thoái tượng về và đường cờ lắc qua. Trong lựa chọn tiếp theo của bên mình thì Thôi Cách đã đi một đường cờ rất sai lầm. Anh lập tức cho binh 7 tiến 1 tiến tốt để gần dần áp cửu, hy vọng có thể tấn công. Tuy nhiên đây là một đường cờ không hay. Ngoài phương án trên thì bên đen lên đi đường cờ lắc con pháo qua trước để mở đường có thể thoát tượng về sau. Chúng ta thấy đi như vậy bên đỏ có chạy qua thì còn đó tình huống có thể thoái tượng về. Ở trong thực chiến đường cờ binh 7 tiến 1 không có quá nhiều áp lực, vô tình đã để cho bên tiên có thủ pháp chạy con tốt vào trung lộ ngay. Và các bạn thấy là bên đen đã bị mất tượng trong hình cờ trên. Rõ ràng con tượng không thể treo qua được, treo qua thì vẫn bị con mã chém thôi. Đây là cái hình cờ mà con pháo của bên đen đứng vào vị trí vô tình cản mất tượng của bên mình. Ở trong thực chiến của ván đấu này thì bên đỏ đã ăn được tượng bởi bên đen không có thủ pháp để có thể thoát cây. Thôi cách đi đường cờ binh 7 binh 6. Bên tiên chém ngay và bên đen đã cho lắc pháo qua. Tiếp theo đường cờ mã 5 tiến 6 để đe dọa đánh vào sĩ tâm, hình thành một trong những cái công thế rất mạnh dành cho bên đỏ. Và sau khi bên tiên của Hồng Thiên Vương đi được cái đường cờ mã 5 tiến 6 rất mạnh để uy hiếp thẳng vào trung lộ thì bên đen trong hình cờ tiếp theo cũng đã phải
Buông cờ nhận thua, chúng ta thấy được với bối cảnh bị vỡ tượng và không thể bảo toàn được cái đường sĩ trung tâm như vậy, là một hình cờ đánh tiếp thì vẫn là một cái trận thua tuyệt đối dành cho bên đen trước cái thủ pháp vần tàn đỉnh cao của Hồng Chí. Còn thấy nếu mà vật tượng thì lên thôi, phía sau vẫn không thể thoát được khỏi cái đường cờ binh 5 tiến 1 rất mạnh như trên. Như vậy, kênh học của Tuấn Lai vừa phân tích cùng các bạn và đánh trên một cái trận cờ tàn, tuy không có quá nhiều đột biến trong đó, nhưng mà với việc vần tàn đỉnh cao như vậy thì bên tiên dần dần được khiến cho bên đen đi vào những nhánh cờ sai lầm và có thể thắng lợi, thể hiện được một cái đẳng cấp vần tàn khác biệt của những kỳ vương hàng đầu Trung Quốc. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tới đây.